안녕하세요, 여러분 리입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo của những câu nói bất hủ trong tiếng Hàn. Phần này sẽ gồm có 10 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào các bạn, cuối qua trời quốc đủ lời chia sẻ. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xin chào các bắt đầu nha mọi người. 제가 알아서 하게 해주세요. 제가 알아서 Hãy để cho tôi tự làm hoặc là hãy để hãy cho phép tôi làm theo ý của tôi. Ví dụ như trong trường hợp bạn đi làm trong công ty ha, bạn được giao cái nhiệm vụ này, bạn được giao là bạn làm cái công việc này và bạn làm theo cách người ta chỉ nhưng mà không có được cái kết quả tốt mà bạn tự làm thì bạn thấy là có kết quả tốt các bạn lại bạn xin mà kêu. Xin ạ, đó do ok, Ồ, hãy để cho tôi làm theo cách của tôi nha hãy cho cho phép em làm theo cách của em nha nhưng mà miễn sao là cái kết quả là tốt được thôi thì thường á mình xin phép thì mình có thể dùng câu này à ga à ra sao hai kia cho xẻo nè ở đây mang nghĩa là chủ ngữ là tôi á chủ ngữ của mình là tôi là mình dùng cho trong trường hợp lịch sự và khi đi với ka của trợ từ 이가 của chủ ngữ thì cái cho này biến thành 제가 thành là tôi luôn á cũng là chủ ngữ thôi ả ra so mình có ả ra so ha mình học nguyên cụm ha ra ta tức là tự làm ha ta ở đây là có nghĩa là làm ải ta là biết tự mà biết mình tìm hiểu rồi mình làm tức là mình tự mình làm theo ý mình ả ra so ha ta khe ha ta trong cần mình nhớ khe ha ta khe ta trong trường hợp này mình sử dụng với động từ ha động từ khe ha ta khe ha ta này mang nghĩa là mình cho phép cái gì đó, đó các bạn cho phép hoặc là khiến gây khiến cũng được cho phép ai đó làm gì đó hoặc là để cho mình có thể dịch theo nhiều trường hợp ha cho ăn cho phép à, làm cho cho phép được đi chơi chẳng hạn mình cũng có thể dịch đủ lo ta trong trường hợp này cho phép làm theo ý mình à ra so ha ta là mình có thể dịch theo nhiều cái trường hợp khác nhau ha và ở đây có chuta chuta thì được lấy từ cái ngữ pháp động từ à o chuta nó mang nghĩa là làm gì đó cho ai đó, đó, Cho phép, nhưng mà cho phép cho tôi Tức là bạn cho phép cho tôi thì Trong trường hợp này nó không có đưa ra cái chủ ngữ nào hết Tức là cái người cho cái người nào Cho cái người đang nói ha Cuối cùng nó là ngữ pháp kết thúc câu Hãy làm gì đó, động từ Có bà chim mình cộng với ư xề vô Và không bà chim thì mình sẽ cộng với xề vô Mang nghĩa là hãy, hãy làm gì đó Hãy cho phép tôi, làm theo cách của tôi Chị ga Tiếp theo, mặt nỉ Hãy làm tốt công việc mà bạn được giao à, hãy làm tốt công việc mà bạn đảm nhận. Ví dụ như là trong công ty á, mình đi làm cũng có nhiều trường hợp á, người ta giao việc cho mình á rồi mình nhận việc á, người ta nói là ờ mà ra hãy làm tốt công việc của bạn nha, công việc mà bạn nhận nha. Hoặc là mình cũng có thể trong trường hợp hơi éo le chút là À, tính bao đồng miếng công việc của mình thì mình làm chưa xong mình thấy người ta đang làm cái mình thấy uh, uh, xót quá mình lại mình giúp cái này mà thứ ra làm tốt công việc làm xong việc của mày đi rồi hãy giúp tao mà ra không cái kiểu bao đồng vậy làm tốt công việc của bạn được giao đi mà trong chỗ này nó có mà thiênến nó có định ngữ của động từ thì quá khứ đó các bạn động từ có bà chim thêm in không bà chim thêm điên danh từ quá khứ nha mang nghĩa là danh từ mà đã động từ danh từ của mình là công việc là in là in và động từ của mình là mặt tà và tà trong trường hợp này mang nghĩa là đảm nhận đảm đương các bạn mình nhận công việc thì công việc việc mình nó đảm nhận mình có thể được giao cũng được nhưng mà mình đảm nhận thì nó chính xác hơn ha có và chim nên mình cộng với Ừ, và mình dịch ra. đọc là mạch tin mạch tin nghĩa công việc mà mà đảm nhận mà tôi đã đảm nhận mạch tin nghĩa thả ra đà lưu ý ha bà chim nè từ trước có bà chim nè theo sau nó là hờ hoặc ngờ tại vì chỗ này hờ nó là một cái âm yếu nên là phụ âm yếu nên thường nó không được đọc và chữ r này sẽ được đọc luyến lên đây thả ra đà thả ra là làm tốt làm giỏi ha mà thân đi đấy làm tốt làm giỏi công việc Đảm nhận công việc mình được giao. Rồi xong mình có kết thúc câu Y như hồi nãy Động từ có bà chim mình cộng với ư xe Và không bà chim thì mình cộng với xe yô nghĩa nghĩ là hãy làm gì đó Một cách lịch sự nhẹ nhàng Mà thân 잘하세요. nhiên Mà tự nhiên Hãy làm tốt công việc mà bạn được nhau Hứa bia 해로워요. bia 건강에 bia Hựp biên은 건강에 해로워. Hút thuốc thì có hại cho sức khỏe. À, ai cũng biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe nhưng mà bị nghiện thì biết làm sao được ha. Hựp biên은 건강에 해로워요. Hựp biên. Hựp biên 받침 là bờ theo sau nguyên âm thì mình luyến âm lên luôn ha. Hư biên, hư Hút thuốc cái việc hút thuốc thì này là chủ ngữ ha, mình đang muốn nhấn mạnh cái phía phía sau nên mình dùng in in. Còn khi các bạn muốn nhấn mạnh chủ ngữ thì các bạn dùng i ka. 건강 găng ở đây mang nghĩa là sức khỏe sức khỏe của mình á khỏnggang khỏnggang không sức khỏe là vàng ha he ở đây mình có he tà từ gốc của nó là he tà mang nghĩa là gây hại làm hại hoặc là có hại trong trường hợp này mình đang cộng với cái chia đuôi kết thúc câu à o thì ở đây mình có bỏ tà đi thì mình có bất quy tắc của bà chim là phía phía theo sau là nguyên âm tức là những chữ bắt đầu bằng chữ ngờ này nè trong trường hợp này là ao u thì phía sẽ bị biến thành u sau đó mới chia phía của mình bị biến thành u thì thà hero bờ bị biến thành u rồi hero u u khi chia đuôi vô thì sẽ cộng với ao vô và mình cộng dính vô đây luôn hero u hero u hero u hero u mang nghĩa là có hại gây hại ha có hại đến cái gì đó thì các bạn đưa cái đó và cộng thêm e cho mình ha khẩn nghe e hero 건강에 해로워요. 건강에 해로워요. 흡연은 건강에 해로워요. có hại cho sức khỏe nè, có hại cho mắt nè, vune hết rồi. ví dụ như là xem điện thoại vào ban đêm mà xem quá gần thì có hại cho mắt, vune, vune hết rồi. hoặc là có hại cho gan chẳng hạn, hoặc có hại cho dạ dày, hoặc có hại cho thận chẳng hạn thì mình cũng có thể đưa cái bộ phận đó vô ha. có hại cho cái gì đó, cái gì đó cộng với e hay rụt tả. tiếp tục, 모든 게 끝날 줄 알았어요. 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 또또 모든 알았어요. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi tưởng là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ví dụ như bạn đang yêu một cái người nào đó và hai người không hợp nhau chia tay. Mình tưởng là thì yêu mập nhau chia tay là xong rồi nhưng mà cái thằng này thuộc cái dạng sai cô cái dạng sai cu cái dạng mà bị điên á cái dạng mà thuộc cái dạng mà có một chút rối loạn tâm thần á khi mà không được đáp ứng tình cảm thì nó sẽ quấy rối bạn nó sẽ chắn tin nó sẽ uy hiếp bạn hoặc là nó sẽ làm những cái gì đó mà nó gây rối cho bạn cái thuộc dạng sai cu á thì lúc đó mình trời nghe cứ tưởng là vậy là xong rồi đó tưởng mọi chuyện đã xong rồi nhưng mà nó không phải là như vậy thì mình có cái ngữ pháp là cứ tưởng cái gì đó trong câu này ha mù tinh ghẻ mù tinh ghẻ trong cái khúc này đó mù tinh ghẻ là tất cả mọi thứ tất cả mọi chuyện ha kinh na -ta", mình có kinh na tả Bà chim là thờ theo sau n chỗ này mình đọc là n luôn à kinh na kinh na -ta là kết thúc là xong ha và cái ngữ pháp cứ tưởng là cái gì đó thì mình có động từ tính từ luôn ha có bà chim thì thêm ư không bỏ không bà chim bỏ tà thêm r là bà chim cho nó và thêm chul arata cứ tưởng là như vậy cứ tưởng là mình tưởng là như vậy mình nghĩ là như vậy đó nhưng mà nó đâu phải vậy đâu cứ tưởng là cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc mu tưng kinh nai kinh tà không bà chim nên mình thêm chữ r là bà chim cho nó đó một cái ngữ pháp cũng nằm trong cái cặp này luôn đó là cái ngữ pháp không ngờ là cái gì đó cứ tưởng là vậy mà không ngờ là như thế đó thì mình sẽ thay cái 알았다 này bằng 몰랐다 몰랐어요 몰랐어요 몰랐다 không ngờ lại là như thế này, không ngờ là không kết thúc cứ tưởng là kết thúc rồi không ngờ là không kết thúc thì mình sẽ có sao các bạn 모든 게 끝날 줄 알았어요 그런데

Pha Tôi đi hóng mát xíu rồi về liền. Tôi đi hóng mát chút rồi tôi về nha. Ví dụ như là hai vợ chồng đang cãi nhau bực mình quá. kệ. Em ra ngoài chút vô Đi Ra ngoài để mình hóng mát để mình thư giãn đầu óc. Pha ram là gió đó các bạn. Pha xe tà hóng gió, gió hóng mát các bạn. Thường người Hàn Quốc cũng hay dùng cái cụm pha xe này đó. Chum một chút một lát. Pha ram Tôi đi hóng mát một chút. Ku. Ở đây mình có hai vế động từ tính từ một bỏ tà thêm cu cộng với động từ tính từ hai thì mình có thể dịch trong nhiều trường hợp nhưng mà mình dịch phổ biến là mình dịch cái trường hợp và nè tức là cái một và cái hai nó tương tương với nhau ví dụ như là xinh đẹp và à, học giỏi chẳng hạn thì nó tương đương với nhau còn trường hợp còn lại mình có thể dịch trong trường hợp là uh, chỉ thời gian các bạn làm cái gì đó rồi đó làm cái hành động số 1 này rồi, này rồi mình làm cái số 2 thì mình cũng có thể sử dụng cu ha trong trường hợp này mình có thể dịch theo cách số 2 tại vì mình đi hóng gió xong rồi mình mới đi về nhà chứ không phải là hai đứa vừa hóng gió vừa về nhà thì nó là hai cái song song hai cái tương đương với nhau rồi nên bây giờ mình sẽ dịch là rồi ha rồi cái gì đó đông chung sẽ tôi đi hóng gió một chút rồi gì các bạn u tà u tà này mới nghĩa là về các bạn đi về nhà lại quay lại cái nơi mình đang ở nè u rồi có ngữ pháp kết thúc câu là sẽ làm gì đó người nó sẽ làm gì đó động từ có và chim thêm ư không bỏ chim mình bỏ tà thêm ri kêu trong trường hợp này mang nghĩa là sẽ sẽ hành động gì đó. Người nói nha, người nói sẽ sẽ thêm vô khi các bạn muốn lịch sự bỏ vô nếu các bạn muốn thân mật. Bà đâm chung sẽ ngồi kệ, bà đâm chung kệ. Tôi đi hóng mát một chút, tôi đi hóng gió một chút rồi về liền. Ý đó mà, ý mà, Ý đó mà, đừng có vậy mà, đừng có thế mà. Ví dụ như trong trường hợp uh, hai người đang yêu nhau nó say đắm tự nhiên bạn nói chia tay Mình không biết lý do gì. ý đó chứ mà, anh đừng có vậy mà, có làm gì sai đâu mà tự nhiên chia tay ý đó chứ mà. Lại có bài hát ý đó và bài của K will hả? Bài hát này rất là lâu mình rất là thích ý đó chứ mà ý đó ở đây là từ gốc nó là ý đó thà ý thà và cộng với cái ngữ pháp động từ. <laughs> trong trường hợp này ý đo ý đo động từ chi mà chi mà trong trường hợp thân mật ha trong trường hợp này ý đo thả ý đo nó là tính từ đó các bạn là như thế như vậy tuy nhiên là nó là trường hợp đặc biệt nó có thể chia được với cái ngữ pháp chi mà đừng thế đừng thế nó mà nghĩa là đừng có làm như thế đừng như thế mà đừng có làm như thế ý đo này nó là trường hợp đặc biệt ha nên là các bạn có thể chia nó với chi mà có nghĩa là đừng nếu mà các bạn muốn chia trong trường hợp lịch sự thì như mình đã có nói là động từ bỏ tà thêm chi mà xeo thêm xeo để thêm phần lịch sự và bỏ xeo khi mà mình muốn nói thân mật 이러지 마 chi mà 이러지 đâu chi mà đừng có làm như thế mà đừng có như thế mà 이러지 마세요. chi mà 그 옷은 đâu chi mà cái 같아. thế trái ổn 그 옷은 너한테 잘 어울린 것 같아. Cô xin nộn thề, trái cách thà Áo đó rất hợp với bạn đó Rất là hợp với dáng nghe với kiểu vậy đó Ở trong phim thì thường á Hay xuất hiện những cái cảnh mà Bạn trai với bạn gái đi mua đồ xong rồi khen á Cô xin nộn thề, trái ổ liên của cách thà Trái ổ liên cách luôn á Có cách thè cũng hay dùng nữa ha Thì cái câu này nó ra là như sau Khư là ấy đó Ut", Ở đây là áo, quần áo nói chung á <laughs> cái áo đó cái bộ quần áo đó cái áo đó in in ở đây là trợ từ của chủ ngữ chỉ nhấn mạnh cái phần vế sau thôi ha nó no, thế nó no, có nghĩa là du là em á anh sử dụng trong trường hợp thân mật á, nói với thân mật trong gia đình hoặc là nói với bạn bè hoặc là nói với người nhỏ tuổi thì mình dùng nó no, bạn nghĩa là bạn hoặc là mày hoặc là em hoặc là uh, con hạnh thế với danh từ ege hoặc là hành thể với danh từ với ai đó ege hoặc là hành thể hành thể này thường chỉ sử dụng trong văn nói nhiều thôi còn ege này thì sử dụng cả trong văn nói văn viết với danh từ ha chai chai ở ulinda chai ở đây bình thường á nó mang nghĩa là tốt giỏi nhưng mà trong trường hợp mình đi với cái từ phía sau là gì thì mình sẽ dịch theo cho hợp với cái tình huống đó ha 어울린다. 어울리다 mang nghĩa là hợp. Thay 어울린다 thì mình thay dịch là rất hợp. Rất hợp. Rất là hợp. Rồi mình có 어울리다. 어울리다. Và cuối cùng là cái ngữ pháp hình như, dường như. Người Hàn á, khi người ta nói cái gì đó mà hoàn toàn không chắc chắn 100% á, thì thường người ta sẽ sử dụng cái đuôi là hình như nhưng mà khi mình nói ra tiếng việt thì mình không dịch cũng được ha nhưng mà khi mà các bạn thấy người ta nói thì các bạn lưu ý các bạn xem nghe cái cách người ta nói để các bạn học theo và các bạn dịch làm sao cho nó phù hợp với tiếng việt của mình là được ha tính từ in có bà chim thêm ơn không bà chim niên khật khật ta hình như dường như là gì đó hình như dường như là gì đó cái này chỉ mang nghĩa là đoán thôi mình nói ra suy nghĩ của mình thôi mang nghĩa chủ quan thôi chứ không phải là nghĩa khách quan nói chung là mình nghĩ là như vậy mình nghĩ là nó hợp đó nhưng mà người khác nghĩ thì mình không biết ha nên là mình dùng là tình như và trong trường hợp này cắt kokata đang chi đuôi ao vô ha kokata và trong văn nói thì mình nghe trên hay tivi thì nó hay nói là thẻ ở đây là saturi của seoul thôi nha hồi trước mình cũng hay có hay có nói đó, đó là à, từ địa phương các bạn người sâu thường hay nói khạch thà thành khạch thè để cho nó dễ thương hơn thôi sâu sâu <laughs> hoặc là cái từ mà cu um, á mà người ta hay nói là cu à ni thì cái từ cu này nó dễ thương hơn cái từ cu à ni cu cứ có à ni người ta hay nói vậy cái người sâu hay nói như vậy để mang những dễ thương hơn thôi nó 그 옷은 너한테 잘 어울린 것 같아요. 그 옷은 너한잘 어울린 것 같아. 신발 정말 마음에 들어요. 신발 정말 마음에 들어요. tôi thật sự là rất là vừa ý với đôi giày ví dụ như là mình đi mua đồ mà mình thấy mình vừa ý với cái gì đó thì mình có thể sử dụng cái cụm từ này để nói hoặc là ai đó tặng bạn món quà bạn cảm thấy rất là ưng ý rất là vừa ý rất là thích có thể thích thiệt hoặc là có thể thích để lấy lệ thôi cũng được nhưng mà mình có thể sử dụng câu này ha xin bạn xin bạn xin xin bạn xin ở đây mà nghĩa là giày đôi giày xin ở đây là có nghĩa là mang nè pa ở đây là bàn chân mình cái này là cách phân tích của mình ha cái mang ở bàn chân nó là đôi giày xin bả thùng mà mà nghĩa là thật sự hoặc là rất thật sự mở mê thử tạ Mã mê thử ở đây nó là nguyên cụm mang nghĩa là hài lòng vừa ý thùng mà mở mê thật sự là vừa ý thật sự là hài lòng hoặc là thật sự là thích mình có thể sử dụng cái cụm từ thùng mà mã mê cộng với đuôi câu à oyu kết thúc trong câu lịch sự bằng nói thì mình có là 신발 정말 마음에 들어요 tôi thật sự rất là vừa ý với đôi giày hoặc là tôi thật sự rất là vừa ý với đôi cái cái áo đó đi kuh 정말 마음에 들어요 hoặc là rất là vừa ý với cái túi cái túi đó thì mình có là cái túi là khả bang khả bang cứ khả bang cái túi đó kuh kuh khà bang 정말 마음에 들어요 hoặc là uh, mình rất là vừa ý với cái đôi bông đó <laughs> <"Ca> đí, khi co đi khi khi là cái lỗ tai nè khò đi khi co đi cái mà để treo lỗ tai tức là bông tần ten á khi <laughs> co đi không bao giờ mình có thể sử dụng cái câu này thường ngày được ha. 그건 일리 있는 말이에요. 그건 일리 있는 말이에요. 그건 일리 있는 말이에요. Bạn nói có lý, bạn nói có lý á, bạn nói đúng rồi đó. ví dụ như trong trường hợp ha bạn mình nó đang giải thích cho mình cái chuyện gì đó cái mình thấy ồ nhỏ này nó đúng nha ồ có lý đó có lý đó ở, cho ra ý kiến nhưng mà cái ý kiến rất là hợp lý rất là có lý thì mình có thể sử dụng cứ con 있는 말이에요. 그건 그 cứ con cứ là ấy con con ở đây á là khó xin đó các bạn biết tắt lại á mang nghĩa là cái việc đó khó khó là cái cái điều gì đó cứ con cứ cái điều đó cái việc đó thì là đầu đầu tiên mình có cái đuôi trước hai danh từ có và chim thì i e u không và chim thì mình sẽ cộng với về vô Mà nghĩa là là đó các bạn là danh từ là cái gì các bạn bài bài ở đây là lời nói lời nói ilita ilita ili này nè lý hoặc là logic đó các bạn logic rất là logic có lý ita là có ilita có lý hoặc là có logic mình đi với nguyên cái cụm định ngữ là ilinba mình có định ngữ của động từ thì hiện tại động từ thì hiện tại bỏ tà có bà chim hay không bà chim mình đều thêm nên và theo sau là danh từ mình dịch là danh từ mà động từ trong trường hợp này mình có ilita. Ita này nó không phải là động từ nha các bạn, nhưng mà nó thuộc vào cái nhóm được chia theo động từ. Ita, It opta, cái gì có ita, It opta, nó là tính từ, mình vẫn chia nó theo động từ ha. Ví dụ như là masita, opta hoặc là temita, temi opta thì cái đó đều được chia theo động từ. Và trong trường hợp này cũng không ngoại lệ, mình sẽ chia nó theo động từ. Động từ thì có ili. Il có lý nè, ita. Bỏ ta thêm nên và danh từ của mình là mạ thì khi mình dịch thì dịch từ đuôi lên cái lời nói mà có lý lời nói có lý mà dịch nếu mà dịch câu này xuống ra tiếng việt thì nó rất là kỳ khuson cái câu nói đó đó là câu nói rất là có lý thì mình nói là bạn nói có lý trong tiếng việt mình ha bạn nói có lý khuson ilinimariyo khuson ilinimariyo khuson ilinimariyo để tiếp tục 무슨 말인지, 알겠어요. 무슨, 말인지 알겠어요. 무슨 말인지 알겠어요. 무슨 말인지 알겠어요. 무슨 말인지 알겠어요. Tôi hiểu ý bạn là gì rồi. Ví dụ người ta nói, người ta nói cho mình mà người ta không có nói uh, chính xác hoàn toàn trăm phần trăm. Người ta nói để cho mình hình dung. Okay. Cũng có thể nói chính xác nhưng mà thường thường là nói để mình hình dung. Ừ, nói công việc vậy vậy. Công việc của em là vậy vậy. Ờ, uh, 무슨 말인지 알겠어요 hoặc là người ta nói giống kiểu như là người ta nói móc mình vậy người ta nói móc mình vậy ví dụ như là ừ uh, uh, hôm nay uh, mình ở chung ký túc xá với mấy bạn đi uh, hôm nay là uh, mình nấu cơm thì ngày mai đứa khác nấu cơm nhưng mà ý là nó không có nói là ừ uh, mai mày nấu cơm nha mà nó là ừ uh, hôm nay tao nấu cơm mà nha mai đứa khác nấu cơm nha thì kêu uh, ờ mua mai đến trời cái sao biết rồi đã hiểu ý nói gì rồi muốn xin mở đi bạn hiểu câu này đúng không muốn xin nghĩa là gì ha bài là lời nói muốn xin mà lời nói gì danh từ cộng với in ta danh từ in biết là cái gì đó hoặc là hiểu là biết là hoặc là hiểu là muốn xin mở đi gì là lời nói gì biết là lời nói gì 겠어요. So so này á thì mình cũng có thể sử dụng trong trường hợp lịch sự hoặc là mình cũng có thể dụng sử dụng trong trường hợp mình đoán chắc sẽ mình cũng hay dùng kệt đó các bạn. Động từ kệt so hoặc là tính từ cũng kệt sợi kệt Nó nghĩa là chắc sẽ sẽ trong trường hợp mình đoán gì đó hoặc là sẽ làm trường hợp gì đó mình cũng sử dụng kệt ta được. Trong trường hợp này muốn xin mà đi Tôi biết tôi biết là bạn đang nói gì rồi tức là tôi hiểu 익도해라 맥락 나와 이러 무슨 말인지 알겠어요. 무슨 말인지 알겠어요. 무슨 말인지 알겠어요. 또해요의 맥락이 러 무슨 말인지 알겠어요. 오늘 영상 여기까지만 합니다. 수고 많으셨습니다. 다음 시간에도 만나요. 안녕히 계세요. 저 키가 톡 멀군요. 내일 고니냐 네, 여기까지만 합니다. 네, 들어가세요.